những bài mà trước đó cô đã chụp và cô đăng lên group của chúng ta. Đó là những bài chuyển màu như thế này đây. À, thì các bạn coi lại một lần nữa nha. Coi kỹ một lần nữa thì cô sẽ nói quy tắc cái làm bài này rất là đơn giản và nó có những cái hữu dụng sau này giúp em không bị bí màu. Đó, ví dụ như thế này. Dữ quá Phát. Không Thịnh ơi, không Thịnh ơi. À, như là đã hứa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình chuyển màu như thế nào. Tại vì hôm trước có một bạn có hỏi trên group của mình, group của chúng mình là cách vẽ cái bảng này như thế nào. Thì đây cái bản hôm cái bản mà hôm trước bạn đó hỏi đây là cái bản này đây thì mọi người đông đủ chưa, mình sẽ nói luôn nha, hay là đợi một xíu nữa ta, để có một số bạn mà hôm bữa có nói thắc mắc á, các bạn cùng xem chung với mọi người luôn. Nếu mà có thắc mắc gì thì mình nói bây giờ luôn để dễ trao đổi ha. Dương hả? Hai Dương. Nè, cái bài Dương hỏi là cái bài này không? Rồi chắc là bây giờ mình sẽ nói luôn ha. Còn mấy bạn nào mà tới muộn á, các bạn mà tới muộn các bạn nghe lỡ cỡ không hiểu thì có thể bật lại để xem lại cái phần chiếu lại của cái phần trực tiếp này ha. Vậy ha. Rồi. Hôm cách đây 2 ngày hay 3 ngày vậy đó là bạn Thùy Dương đúng không? Thùy Dương có hỏi trên group là cách làm cái bài như thế này là như thế nào. Đúng không? Và nói cho mọi người biết luôn thì cái bài này á nó đơn giản lắm, nó chỉ là một cái bài chuyển màu thôi. Nhưng mà chúng ta là cái người mới lần đầu chuyển màu thì không nên làm theo dạng này, tại vì nó quá là khó đi. Nó có những cái phần kết nối màu này với màu kia đó, mình nhìn sẽ mình bị rối mắt. Nên chúng ta không nên tạm thời chưa chuyển kiểu này. Các em sẽ chuyển như thế nào là hợp lý? Thì trước mắt là các em nên chuyển theo cái kiểu như thế này. Thì cái bài những bài mà trước đó cô đã chụp và cô đăng lên group của chúng ta, đó là những bài chuyển màu như thế này đây. À, thì các bạn coi lại một lần nữa nha, coi kỹ một lần nữa thì cô sẽ nói quy tắc cái làm bài này rất là đơn giản và nó có những cái hữu dụng sau này giúp em không bị bí màu. Đó, ví dụ như thế này. Tối ha, từ từ nha. Rồi, bài này mà bài các bạn hay hỏi nè, cũng là bài đó luôn á, nhưng mà cô chia ra theo cột để cho nó dễ chúng ta chuyển màu, chúng ta dễ quan sát, chúng ta dễ
kiểm soát màu hơn là cái bài kia. Chúng ta đừng có vội ha. Hoặc là bài như thế này, bài này là của bạn Như Sachi, học trò cưng. Như Sachi đây, có ở đây không ta? Như Sachi ơi, đây là bài của bạn Như Sachi nha. Bạn tô rất là khéo nha. Rồi, còn đây là cái bài mà có lẽ là cái có một bạn hôm trước trong comment nó hỏi là có thể dùng màu bột thay thế cho màu PT hay không, thì xin trả lời là hoàn toàn có thể nha. Ví dụ như bài này là của một bạn trong lớp, các bạn ấy vẽ bằng màu bột nhưng mà các bạn vẽ, bạn nó vẽ trên cái giấy bãi bằng nó rất là mỏng so với canh sông, cho nên nó sẽ xuất hiện một vài nếp nhăn. Nhưng mà màu bột có thể vẽ theo kiểu này nha. Nó bị một cái vấn đề thôi, đó là màu bột hiện tại là những chỗ bán màu bột hiện tại nó hay bán cái màu nó hơi dở một xíu, cho nên khi mà mình pha màu á, cái màu bột nó bị giảm chất lượng xuống. Tức là mình pha màu ra thì mình tưởng nó là nó tươi tắn này kia, nhưng mà khi mình pha một hồi cái màu nó bị xỉn màu là do cái màu nó đa số là hóa chất. Các em muốn vẽ màu bột tốt á, mình phải mua những màu bột nó phải mất tiền hơn xíu. Mà thật ra màu bột mua đúng là sẽ mất tiền hơn á, tại vì có một bạn hỏi về màu bột này, không biết bạn đó hôm nay có tham gia cái cuộc chat này không ta. À, và cô sẽ nói nhanh luôn, thì chúng ta chỉ cần bỏ ra tầm 10-15 phút để trao đổi cái này thôi, không cần quá nhiều. Thì đây là cái bài mà chuyển màu, thì cô đặt theo tên gọi của một cái trò chơi mà hồi đó là cô có giới thiệu với một số các bạn học trong lớp chơi cái trò chơi đó. Đó là một cái trò chơi mà nó giúp cho các em có thể tập phối màu trên trò chơi đó, và điều đó mà mình có thể nâng cao khả năng nhìn nhận màu tốt hơn đó, gọi là nâng cao tư duy màu đó. Thì cái trò chơi đó nó mang tên là Blendoku, viết theo tiếng cô không biết ta tiếng Nhật hay không, tại vì nó ghi là Blendoku, mà cô sẽ đọc theo kiểu như tiếng Nhật, đó là Blendoku, không biết có phải là của người Nhật hay không, nhưng mà trò chơi đó rất là hay. Các em có thể search trò chơi đó trên App Store của iPhone hoặc là CH Play của Android, có thể ra những cái trò chơi đó. Và các em nên nhớ là search Blendoku nha, và mình sẽ tải cái trò chơi đó về. Nó giống như cái bài này luôn, chẳng qua là nó kết hợp thêm hàng cột dọc và cột ngang, cột những cái màu rất là lạ mắt. Nhớ nhé. Đúng rồi, bạn Phil Nishot, bạn nói đúng rồi đó, bài cái game Blendoku là cái game đó đó. Các bạn có thể xem trong phần bình luận, bạn Phil Nishot có ghi là Blendoku đó. Rồi, quay trở lại cái cách làm bài chuyển màu. Đó là cái Blendoku nha, nhắc lại nữa nha, cái Blendoku đó chúng ta chơi, nhưng mà nó là cái dạng màu pha máy sẵn trên máy, thì nó luyện cho mình mắt nhìn thôi. Nhưng mà để cho có thể mà pha ra màu tốt, các em có thể luyện tay pha màu thế nào thì các em phải trực tiếp pha, đúng không? Đúng không? Rồi, đây là cái bài mà bạn Như Sachi đã pha theo hướng dẫn của cô. Thì các em có thấy là trên cái dãy này các em có thấy có một cái sự thống nhất về màu hay không? Đúng không? Có thấy không? Em nhìn lại lần nữa nha. Ví dụ như cái phần phía dưới này đi, thì nó ám màu xanh. Không biết là các em có thấy bị tối hay không. Cô để này có sáng không? Nó ám màu xanh này. Ở phía trên nó ám màu da cam. Các em có thấy không? Rồi, để làm bài này các em nhớ nha, chúng ta sẽ kẻ ra các cột như sau, như trên hình này đây. Thì chúng ta sẽ kẻ ra, lấy tờ giấy A3 ra, các em kẻ một đường ngang dài ra. Hết tờ giấy thì thôi, các em có thể kẻ dài hơn cái số lượng các cột dọc trong cái tờ giấy như thế này, trên cái bài mẫu này, hoặc là có thể kẻ ít hơn nếu các em chưa tìm được màu. Nhưng mà cô nghĩ là các em nên kẻ nhiều ra, và mỗi cột chúng ta sẽ kẻ có 6 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tương tự những cột khác cũng như vậy luôn, kẻ sẵn đều như vậy đó, mỗi cột sẽ cách ra khoảng 0,5 hoặc 1cm. Rồi, ý nghĩa của cột là như thế nào? Tức là các màu trong cột này nó có sự ảnh hưởng với nhau. Nhớ nha, các màu sẽ có sự ảnh hưởng với nhau. Và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Các em coi nghe kỹ nha. Thì ban đầu chúng ta có cái cột đầu tiên là cột này nè. Các em có biết là có nhìn được màu nào không ta?
cái màu phía dưới này nó hơi chậm sậm sậm lạnh thôi, các em thấy không? Cái màu phía trên nó có cái ánh nóng, các em mới thấy rõ không? Thì cái cột màu này là cái cột màu chúng ta pha màu nguyên, chúng ta không can thiệp đèn trắng. Lưu ý nhé, cô sẽ nói rõ thêm về cái phần này cho kỹ. Đây là cột màu nguyên, có nghĩa là chúng ta sẽ pha màu dựa vào độ đậm nhạt có sẵn trong màu. Các em có từng nghe câu là màu nó có những cái dạng màu mà cường độ mạnh, màu có cường độ yếu bao giờ chưa? Có nghe bao giờ chưa? Ví dụ như màu cường độ mạnh là màu nào? Màu cường độ yếu là màu nào? Tại sao lại gọi tên như vậy? Thì các em không biết là các em có thử tìm hiểu xem những cái màu đó chưa? Tại vì điều đó cực kỳ quan trọng. Các em phải biết những cái dạng màu đó, các em mới áp dụng được nó vào trong bài học của mình. Ví dụ như màu cường độ yếu thì chúng ta sẽ áp dụng vào những cái khoảng hình phụ hay nền. Những cái màu mà có cường độ mạnh chúng ta sẽ đưa nó vào những cái phần điểm nhấn. Màu nào càng mạnh thì chúng ta đưa vào đó càng nhiều. Thì cái cột đầu tiên là thể hiện cho điều đó. Đó, thì cái cột này chúng ta sẽ làm như sau. Cái cột đầu tiên thì cô sẽ quy định cái cột này là cái cột màu nguyên bản. Nguyên bản nghĩa là sao? Chúng ta không có làm cho không có cộng đen để cho nó tối hơn, mà chúng ta sẽ tự cộng các màu trầm lại với nhau để cho nó sẫm xuống hết nhất có thể. Và chúng ta sẽ tạo pha ra một cái màu nào đó tùy các em muốn. Tại vì hai cái này là mình phải chọn cái màu mình thích nhất, mình làm mới vô được. Thì các em sẽ chọn một cái màu sáng, màu cường độ mạnh á. Tức là những cái màu như thế, màu nào? Màu vàng nè, màu cam nè, hay là màu hồng nè, màu hồng dạ quang nè. Đó, cái màu đó nó rất là sáng và nó gắt. Chúng ta sẽ đưa vào đây. Lưu ý những cái màu mà nó có mạnh đó, chúng ta đúng là chúng ta sẽ đưa vào phần chính thiệt và phần sáng thiệt. Nhưng mà các em nên nhớ rằng màu càng pha nhiều nó càng sẽ dễ bị sậm. Cho nên đối với cái ô trên cùng là ô sáng á, các em không nên pha quá nhiều. Chúng ta pha ít thôi, ví dụ như pha 2 màu hoặc 3 màu sáng cùng với nhau thôi, hoặc là 2 màu sáng, 1 màu tối thôi. Hiểu không? Hiểu không? Và cái màu phía dưới nè là cái màu sậm tạo ra. Ví dụ như cái màu này bạn như bạn lấy màu xanh da, màu blue, màu xanh bạc 2 á, màu xanh bạc 1 á, bạn cộng thêm xíu màu vàng nghệ, rồi cộng xíu tím và cộng xíu nâu, nó sẽ ra một cái dạng màu xanh sậm như thế này. Nguyên tắc rất là cơ bản luôn, rất là dễ làm luôn. Các em sẽ pha ra một đầu sậm, các em có thể cộng màu nào tùy thích nha. Và phía trên á, các em sẽ pha ra màu sáng cho cô. Và các em nên nhớ rằng chúng ta pha màu sáng, chúng ta pha ít màu thôi, lấy một màu sáng mình thích nhất và mình có thể pha nó với một màu sáng khác để cho nó không bị đơn giản quá. Tại vì nó càng đơn giản, như vàng thì nó sẽ không đẹp đó. Ví dụ bạn này là bạn pha màu cam với da, các em có thể mua thêm hũ màu da để bổ sung vào cái hũ màu của các em nha. Chúng ta nên mua thêm nhiều màu mới vô để cho gam màu mình nó được đẹp. Đặc biệt là những cái màu sáng, màu tối chúng ta có thể pha ra được, nhưng mà những màu sáng chúng ta nên mua những cái lọ màu ở bên ngoài để các em có những màu nó tươi tắn. Tại vì mình sáng mà mình pha nhiều nó sẽ bị tối, nó không sáng được như ý mình mong muốn. Rồi, và mình sẽ chuyển tên qua đây. Các em nên nhớ nè, màu tối nè, màu sáng nè. Màu tối có thể là lạnh hoặc nóng, các em có thể đổi đầu lại, không nhất thiết là phải tối là lạnh nha. Có thể tối, có thể là tối có thể là nóng cũng được nha. Các em chỉ cần cho cô hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là một màu tối. Màu tối này là một hỗn hợp màu, không phải là một màu. Chúng ta là một hỗn hợp màu. Màu tối này có thể là màu nóng hoặc lạnh. Rồi một, và một đầu sáng. Màu sáng này có thể màu lạnh hoặc nóng nhá. Rồi chúng ta sẽ chuyển nè, chuyển từ đây sang đây. Và nó sẽ ra những cái màu trung gian như thế này. Tùy vào mức độ mình pha số lượng màu nào nhiều hơn sẽ ra. Ví dụ cái ô này gần màu này thì cái màu này nè nó sẽ ảnh hưởng màu này nhiều vô. Ô này gần màu này thì cái màu này nó sẽ ảnh hưởng màu này nhiều vô. Và yêu cầu thứ ba là khi chúng ta chuyển như thế này á, là các ô màu của chúng ta nó phải rõ ra, rõ từng ô ra. Mặc dù chúng ta không can thiệp màu trắng hoặc màu đen mà nó vẫn rõ độ ra.
Như thế là các em đã thành công được một nửa. Và như thế là mình chứng tỏ là mình đã phân biệt được màu nào màu trầm, màu nào màu tươi, màu nào cường độ yếu, màu nào cường độ mạnh rồi. Tức là em luyện mắt em tốt hơn nhiều rồi. Sau khi xong ô này, các em sẽ đi tới ô thứ hai. À, cột thứ hai là cột này. Thì và cột này, hai cột này là hai cột mà chúng ta sẽ có can thiệp đen trắng để các em có thể hiểu được hết giá trị của màu đen và giá trị của màu trắng là như thế nào. Rồi, các em lưu ý nhé. Cái cột thứ hai này, kể cả cột thứ ba và kể cả những cột sau đó, nó đều có chung một mối liên hệ. Đó là liên hệ nào, các em nghe rõ lần nữa nha. Ví dụ màu phía dưới, màu phía dưới này là nó bắt đầu từ màu này. Cô đặt tên màu này là màu A đây, thì cô sẽ đem màu A này nè đưa qua đây, nhưng mà có cộng đen. Tức là mình sẽ hiểu một màu nó đã tối rồi, mình muốn nó tối hơn nữa, mình được quyền cộng đen, nhưng mà chúng ta sẽ không cộng quá nhiều đen, vì nếu quá nhiều đen thì nó sẽ dễ bị mất màu, đúng không? Màu đen rất là mạnh. Nó chỉ cần cái lượng màu đen mà nó gần ngang ngửa với cái màu chính của mình thôi là nó sẽ làm cho cái màu mình nó bị hóa đen luôn, hóa buồn luôn, nó không nhìn ra màu nữa. Thì chúng ta chỉ cần can thiệp một ít thôi nhá, đưa vào đây, tô vào đây nha. Thì lúc này hỗn hợp này là mình đặt tên là A1 đi ha. Rồi cái phía trên này là nó cũng bắt đầu từ màu này ra, cũng bắt đầu từ màu phía trên này ra. Màu phía trên này cô sẽ đặt tên là B. Rồi chúng ta sẽ như thế này, lấy màu A1 này, sau khi pha ra này, chúng ta cộng với màu B ra màu trên này, ok chưa? Nhưng mà màu A1 nó sẽ nhiều hơn một xíu, tại vì cái ô này nó cận tối, mình cho này là tối đi thì này sẽ là cận tối, hiểu không? Mọi người hiểu được không cái này không? Cái này sẽ ứng dụng như thế nào? Ví dụ như sau này các em vẽ một bức tranh đi, bố cục hình bố cục gì đó, và các em thể hiện là cái nền tối, thì cái nền tối của em pha được màu gì rồi, nhưng mà nó thực sự chưa đủ tối đâu. Các em muốn đưa cái màu đó vào nền á, các em nên cộng một xíu màu đen để cho nó sẫm xuống. Chúng ta cần màu nền nó vừa đen mà nó vừa trầm. Nếu màu nền nó mà nó không trầm á, nó quá tươi á, thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tranh chấp với mảng kế cận nó, những cái mảng kế cận nó như mảng phụ nền khác hay là những cái mảng họa tiết phụ khác, tại vì màu nó không đủ trầm, nó tối phải trầm nhá. Rồi tiếp này chúng ta cứ cộng thế, lấy cái này nè cộng với này, lưu ý nha, lấy này cộng với này ra cái này, và cộng này vô ra cái này, cộng này vô cái này, cộng vô cái này. Riêng cái ô này chúng ta sẽ cộng màu dưới vô, tức là chúng ta sẽ biểu thị là cái cột này này là nó ám màu đen. Dễ không? Mọi người thấy dễ không? Rất là dễ làm luôn. Rồi cái cột thứ ba là chúng ta sẽ cộng màu trắng để chúng ta hiểu được giá trị của màu trắng là như thế nào. Thì cái màu trắng chúng ta sẽ dựa vào màu này ha, các em nên pha màu này nhiều lên để dư màu các em có thể dùng lại, tại vì chúng ta phải nếu các em pha ít quá các em bắt buộc phải pha lại, mà màu nó phải như cũ, không được 100 thì phải 90, không được khác quá. Các em sẽ lấy lại màu cũ này, màu này nè, kem trắng đưa vào đây, cứ thế cộng màu này nè, cộng màu này ra này và thêm trắng. Lưu ý cái màu đen á, chúng ta chỉ cần cộng một lần màu đen ô này và chúng ta cộng màu sáng lên là đủ. Nhưng riêng màu trắng chúng ta đã cộng màu sáng vào đây thì có nghĩa là ta đã nâng độ cái ô đầu tiên rồi, những ô tiếp theo các em càng phải nâng trắng lên. Một số bạn làm bài mà nó cứ bị đều màu là do các bạn không hiểu, các bạn cứ nghĩ là các bạn cộng màu sáng vô rồi thì cái màu mình đã sáng rồi, không là nó đủ rồi, nhưng thực tế không phải. Các em đã cộng màu sáng vào một cái ô tối nào đó, những ô sáng cái cặp ô tối đó nó phải có ảnh hưởng của màu trắng, thì lúc đó cái màu nó vừa sáng nó vừa tươi lên thì nó mới tách độ ra được, đúng không? Thì không biết các bạn nào là thấy được cái sự một chút giá trị bài học nào trong cái hai cái cột này chưa? Tại vì mình có làm bài mình thấy mình gặp trường hợp này chưa ta? Rồi tiếp nè, những ô này từ ô thứ tư nè, các em lưu ý nè, chúng ta sẽ cộng một khác, bắt đầu từ ô thứ tư đến đây á, là các em tùy sức, các em thoải mái, các em sáng tạo, thích màu gì cũng được, nhưng miễn sao cái ô đầu tiên là chúng ta sẽ pha từ màu này ra, lấy lại màu này và chúng ta pha với một màu gì đó. Ví dụ như ô này bạn như bạn cộng màu đỏ thì nó sẽ ra màu sẫm sẫm như thế này đó, và chúng ta cứ tiếp tục như thế, chúng ta pha lại màu B ra palette, rồi chúng ta lấy màu này đặt là thứ 1, 2, 3, màu A3 đi, màu A3 cộng với màu số B
và chúng ta cứ pha lên và phía trên lại cộng với màu dưới này để cho nó ám màu. Rồi tiếp tục những cái cột màu như thế này, chúng ta sẽ cộng màu gì cũng được luôn. Ví dụ như cột màu này đi, chúng ta có thể cộng hai đầu. Ví dụ như cái ô này, bạn đó bạn lấy lại màu này và các bạn và bạn đó pha thêm màu lá mạ cộng với màu hồng, miễn sao cái màu ban đầu của mình là màu A đó, số lượng nó phải nhiều hơn màu phụ thêm vào. Nếu các em mà thêm màu phụ vào mà nó lớn hơn cái màu gốc á, thì cái màu mình nó sẽ bị mất màu, nó không còn màu cũ nữa. Và cứ thế chúng ta sẽ tiếp tục chuyển lên. Ví dụ các em có thấy ô này nó hơi vàng không, là bạn đó đã can thiệp vào cả hai đầu rồi. Như là cái này nè, bạn đó đã cộng thêm xíu màu phía dưới đúng không, cái ô này chứ cái này hơi vàng này, là bạn đó đã can thiệp vào cái phần đầu này rồi, bạn đó cũng can thiệp luôn cả cái phần đầu này luôn, tức là mình được quyền can thiệp hai phần đầu màu cùng một lúc, miễn sao các em giữ đúng màu ban đầu. Vậy thì những cái cột này tại sao chúng ta lại phải giữ đúng màu ban đầu, là các em đang cố ép mình phải suy nghĩ được những biến thể khác của cái cột mà các em cho trước, đúng không? Các em có hay nghe tiếng Anh là các em hay search Google á, mỗi khi mình bí màu á, các em search là ví dụ như sự đa dạng của màu xanh, sự đa dạng của màu hồng, màu đỏ, màu tím, các em có thể chuyển sang tiếng Anh, các em có thể tìm theo cái nghĩa đó, nó sẽ ra cho mình một đống kiểu màu của cái màu bạn đang tìm. Vậy thì cái này cũng sẽ vậy, chúng ta đang khai thác là chúng ta có một cặp màu và chúng ta sẽ triển khai nó ra thêm những cái màu khác của cặp màu đầu tiên đó. Các em hiểu không? Tức là cái này nè, là nó là những cái biến thể khác của cặp màu ban đầu mà chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta pha màu khác vô một chút, pha màu kia vô một chút là nó sẽ ra. Vậy thì cái bài này nó sẽ giúp cho em không còn bị bí màu nữa. Chúng ta hay bị bí là như thế nào? Khi các em mà nhìn vô cái hũ màu của mình á, mình pha mình nhìn vô, ô cái màu này mình biết pha sao, thấy màu nó nhìn đi nhìn lại nó có nhiêu đó à. Nhưng mà cái nhiêu đó đó, nếu mà các em biết cách pha trộn, các em thay đổi một xíu á, thì các em có thể pha ra màu mình rất ưng ý. À hồi nãy bạn Đỗ Nhật Phàm có hỏi là search nó như thế nào vậy? Thì mình sẽ bấm tiếng Anh á. Biết từ tiếng Anh là bóng không? Cái bóng không? Hay là cái sắc thái không? Shades of green. Ví dụ vậy, như là những cái dạng sắc thái của màu xanh lá chẳng hạn. Phàm có thể đổi cái từ, tại vì chị không có phát âm chuẩn tiếng Anh lắm, nhưng mà chị biết là cái từ đó là nó là một cái nghĩa khác, nên là từ cái sắc thái á. Hiểu không? Sắc thái các em có thể ví dụ như shades of green or blue color or purple. Ví dụ như vậy thì em có thể tìm ra. Nhưng cái đó chỉ là một phần gợi ý thôi. Còn để mà làm bài thì em nên theo cái kiểu này và em nên tập theo ha. Nó sẽ giúp em nhiều lắm á. Đúng rồi, em đúng rồi, bạn Sharon, bạn nói đúng á, thì em nên thêm chữ S vô nó sẽ ra nhiều. Đúng rồi, Trang Nhi nó đúng rồi đó. Em nên tìm thêm để cho mình gợi ý cho mình lúc mà mình pha màu mình bị cảm giác bị tù màu, chúng ta không nghĩ được cái màu gì khác thì nên tìm như vậy. Đồng thời chơi thêm cái game Blender nha, tại game nó rất là hay mà ít người biết. Bình thường là cô sẽ chỉ chia sẻ cho các học viên trong lớp thôi. Ôi Trang Nhi. Và cái bài này là cái bài đặc sản của Big Studio, cô chỉ bình thường cô sẽ chia sẻ cho các em, chỉ các em trong lớp biết thôi. Nhưng mà sau một thời gian mà thấy một số bạn chuyển màu á trên họa tiết á, hay các bạn chuyển màu trong bài á, nhìn nó rất là chán, màu nó cứ bị gọi là phổ thông á, các em không biết chuyển hóa màu như thế nào cho đẹp, cho nên là muốn chia sẻ cho các em biết để các em thay đổi và mình có thể cải thiện được cái nhược điểm đó. Bạn cho anh hỏi game là đó là game Blender nha, cho nên có thể tìm trên bình luận của cái phần chat này có bạn cũng comment cái game đó đó, bạn đó cũng học trên Big Studio á. Rồi cái bài sau á là bài này nè. Khi mà em làm được bài này, khi mà mình làm được bài này và mình chơi game Blender thì cái bài này nó sẽ cực kỳ dễ trong tầm tay, các em có thể làm không cần phải hỏi ai nữa, đúng không? Mình đã hiểu cái quy tắc chuyển màu rồi thì mình sẽ rất là dễ làm. Có ai có hỏi gì thêm không ta?
Nên tiện đợi anh hỏi thì cho mọi người xem thêm một vài bài khác nha. Nè, đây nói luôn, sau khi các em chia được một dãy màu như thế rồi thì phía dưới còn trống á, mình sẽ chia để làm một khác. Chia để làm một khác, ví dụ dãy dưới này đi, bạn này thì làm một dãy màu, nhưng mà nếu dãy dưới còn dư á thì các em có thể pha tự do. Ví dụ cột này thì màu này, cột kia các em tùy thoải mái, miễn sao các em có chuyển màu thì lúc đó mình có làm á thì mình mới nhớ được. Cái cách chơi game đó rất là dễ, nó là cái game chuyển màu thôi. Em chỉ cần chọn đúng cái màu chuyển, kéo cái màu đó vào cái ô trống, miễn sao để cho nó đúng cái màu, từng bậc là mình sẽ thành công. Thì cái game này là nó có rất là nhiều bậc. Mới đầu mình sẽ chơi cái game simple trước, và cuối cùng mình sẽ chơi cái game hard, hay là nhớ là hình như là master hay gì đó, là sư phụ là bậc thầy chơi vậy đó. Các em có thể chơi game đó, và nếu mà các em phá đảo hết các game và mình phá luôn cả cái mốc thời gian mà mình chơi nhánh thế giới, tại game nó có thống kê là người nào mà có thể nhận biết màu và chơi nhánh thế giới, nó sẽ ghi lại cho các em đó. Rất là hay luôn, các em cứ nên chơi đi ha. Nãy Đội Nhập Phạm có hỏi là làm thế nào để pha được một bậc ba đẹp mà không bị dơ. Thì để pha một bậc ba là màu trong hồng sắc đó em, tại vì màu đó đâu có lạ lắm đâu. Bậc ba là màu trong hồng sắc đó, là cái màu mà nó hai bên là bậc hai đó. Còn cái màu mà bình thường chúng ta nhìn cái này thì nó không còn là bậc ba nữa, mà nó là bậc gì đó rồi. Vì cái màu mình không có đếm bậc được, nó rất là nhiều. Chúng ta có đến bậc thứ N, rất là nhiều màu, màu không dừng lại. Đúng rồi, bạn Phoenix có nói là chơi game mà bí thì inbox cô Nhi nha. Rồi, nhân tiện để kết thúc cái này thì khoe với các bạn là đây một bài làm mới xong của bạn Như, cũng là bạn hồi nãy luôn, là cái bạn mà đã làm cái bài này nè, có chia sẻ với các em nè. Là bạn làm bài này nè. Bạn Như vừa làm xong một cái bài hòa sắc, đó là bài kết thúc bài tốt nghiệp của khóa căn bản màu sắc tại Pistero. Và cái bài này đặc biệt là nó là đặc sản của Pistero nào giờ, thì những cái bạn nào mà đang học Pistero, các bạn biết, các bạn chỉ có những cái bạn đó biết làm bài này thôi và được học rất là bài bản. Mọi người nhìn nha, rồi bị xe chóe quá. Rồi đây là bài của bạn Như này, nhìn buổi tối tức là ánh sáng yếu, nó hơi tái tái. Nếu mà ban ngày thì sẽ đẹp hơn, và mình sẽ chụp lại. Có thể là ngày mai mình sẽ đăng cho mọi người xem ha. Và bạn còn được bài nữa, nói chung là Pistero còn nhiều bài đẹp lắm, mình sẽ đăng sau để các bạn thêm tham khảo nha. Vậy thì để mình trả lời thêm một câu hỏi nữa cho bạn Vương Yến Như, rồi mình sẽ kết thúc cái cuộc trò chuyện này luôn nha. Ví dụ cái mã màu bên ngoài để mình mua thì là màu nào? Ví dụ như các em có thể mua màu da như thế này, các em search cái màu, tìm cái màu da số 4. Màu này nó cũng rất là dễ thương đó. Mua màu da số 4 nè. Rồi, cái màu hồng á, các em thường là một số bạn uống ai cho màu hồng của tôi đi đâu rồi? Cái màu hồng các em có thể lựa chọn giữa hai màu hồng như thế này. Một là màu hồng hơi neon một xíu, thì cái màu này nó cũng hơi khó pha đó. Nếu mà các em không biết cách pha, cái màu này nó sẽ bị chỏ ra ngoài. Hoặc để dễ dàng hơn, các em nên mua màu hồng bình thường, tức là nó không có chói sáng như cái màu hồng hồi nãy. Màu hồng này các em nên mua Opera số 66 nhé. Hai màu quan trọng nhất. Còn những cái màu tối, những màu nào mà các em thấy trong cái hộp màu của mình chưa có đó, thì các em có thể mua nếu số tiền em thừa đủ để mua. Em cứ mua đi ha, khuyến khích các em nên mua thêm ha. Vậy thì bye bye mọi người, chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon, và nhớ là khi ngủ nhớ mơ về cái bài plan đầu tư nha. Ai mà là học sau khi cái này kết thúc, bạn nào mà đã chơi được cái game đó và thấy hay thì hy vọng là hôm sau các bạn có thể đăng ký một chút tút về cái review các bạn về cái game đó cho cả group mình cùng tham khảo nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Ngủ ngon.